Gặp khó ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản chuyển sóng về các tỉnh. Giá đất nhiều nơi bỗng chốc cao gấp 2 đến 3 lần. Bất động sản các tỉnh, cơ hội song hành cùng rủi ro. Vâng, thưa quý vị, 2 năm trở lại đây, các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khan hiếm nguồn cung. Các địa phương cũng nghiêm ngặt hơn trong chủ trương chấp thuận đầu tư, giá đất bị đẩy cao và quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp. Trước bối cảnh đó thì tâm điểm đầu tư bất động sản chuyển dần sang các dự án ở các tỉnh lân cận. Và thời điểm từ ra Tết âm lịch cho đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thanh khoản bất động sản đã ảm đạm. Nhưng nhìn chung suốt cả năm 2019 và dự báo cả năm nay, làn sóng chuyển dịch này vẫn chưa hề hạ nhiệt. Và cơ hội thì luôn song hành cùng rủi ro. Đây sẽ là nội dung trong phần tiêu điểm kinh tế ngày hôm nay. Theo số liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Thanh Hóa và Nghệ An mặc dù là hai thị trường đi sau, nhưng đã chiếm sóng đầu tư, trở thành nơi bất động sản phát triển sôi động nhất cả nước trong năm 2017. Các dự án đất đấu giá và đất nền luôn có tỷ lệ hấp thụ cao trên 70%. Còn những khách hàng đầu tư nước sóng thì họ cũng đôi khi cũng chỉ bỏ ra 300 triệu tiền đặt cọc thôi, thì cũng sinh lời được vài trăm triệu, thậm chí là có những căn mà khách có thể thu được hơn 1 tỷ. Ngoài ra, tâm điểm của làn sóng đầu tư bất động sản còn phải kể đến các tỉnh khác như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. Không chỉ nhà đầu tư trong nước mà ngay cả các nhà đầu tư môi giới bất động sản người nước ngoài cũng nhanh nhạy tham gia. Trước đây tôi chỉ đầu tư vào môi giới cho khách hàng người Hàn Quốc của tôi ở Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng bây giờ thì làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sang Việt Nam tăng, thì các tỉnh có nhiều khu công nghiệp phát triển ngày càng nhanh, cho nên người nước ngoài có nhu cầu mua hoặc là thuê nhà ở các tỉnh cũng tăng lên. Tại khu vực miền Trung và miền Nam, các địa phương vốn là gương mặt mới trên thị trường bất động sản như Kon Tum, Đắk Lắk, Quảng Trị, Bình Thuận, Lâm Đồng, Cần Thơ cũng bắt đầu nhộn nhịp với sự tham gia mạnh mẽ của hàng loạt các ông lớn trong làng địa ốc như Vingroup, Sun Group, FLC, Eurowindow. Chi phí đầu tư ban đầu tại các tỉnh nó thấp hơn các thành phố lớn rất là nhiều. Và đấy nó cũng là lý do tại sao mà nó tạo nên cái giá cơ sở của các sản phẩm nó rất là thấp. Cuộc đổ bộ về các tỉnh thành đã giúp làm dày thêm ngân quỹ cho các nhà đầu tư. Cũng không thể phủ nhận, sự xuất hiện của các dự án bất động sản lớn đã làm khởi sắc bộ mặt đô thị tại hàng loạt các tỉnh. Vâng, rõ ràng là sự nhộn nhịp của thị trường bất động sản là một động lực lớn để phát triển kinh tế tại các địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh và đôi khi mang tính phong trào, tự phát ở một số nơi lại đang gây ra những lo ngại nhất định. Cách đây 10 năm thì đây là một khu đô thị lớn tại Bắc Ninh và thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Nhưng sau 10 năm thì khu đô thị đã trở nên bỏ hoang với cỏ mọc tùm như thế này. Đây cũng là một bài học lớn cho các nhà đầu tư khi mà đầu tư lướt sóng và đầu tư theo phong trào tại bất động sản các tỉnh. Từng được mệnh danh là không gian châu Âu ngay cửa ngõ Hà Nội, nhưng sau một thời gian ngắn sốt nóng, khu đô thị này chỉ để cho cỏ mọc. Một trong những nguyên nhân là dự án chỉ chú trọng xây nhà, chia lô để bán, thiếu các hạ tầng dịch vụ tiện ích ngay trong khu đô thị. Chưa kể, những biệt thự to lớn, giá cao, chưa phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương. Cách đó không xa, tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, vốn là địa phương được đánh giá là có tiềm năng bất động sản lớn do tập trung nhiều khu công nghiệp, lại gần Hà Nội. Đến nay, riêng tại một huyện này đã có tới 30 dự án bất động sản lớn nhỏ, khiến nhiều người lo ngại tiếp diễn tình trạng dư thừa. Tỉnh và sở, đặc biệt là sở xây dựng cũng đi rà soát rồi tính quy mô dân số và đấy cảm tưởng là nó đến giờ phút này thì những cái dự án của huyện thì cũng dừng ở cái mức đó thôi, cũng không cho tăng trưởng thêm nữa. Thế là các nhà đầu tư cũng không được phân lô bán nền mà khi không được cho phép. Hội Môi giới Bất động sản cũng từng lên tiếng cảnh báo về việc dư thừa nguồn cung hoặc cơ cấu sản phẩm không phù hợp. Ví dụ tại các tỉnh như Lạng Sơn, Thái Nguyên lại phát triển mạnh loại hình căn hộ khách sạn condotel, vốn chỉ phù hợp với địa điểm du lịch biển. Có lẽ cũng là cái sự nóng vội của nhiều địa phương, áp lực phải phát triển kinh tế, phải phát triển đô thị thì có những cái dự án, rất nhiều dự án trước đây là được xét duyệt một cách có lẽ là cũng vội vã. Tình trạng các nhóm, các nhà đầu cơ chuyên nghiệp cùng nhau về đánh sóng tại các tỉnh để kiếm lời cũng rất phổ biến. Họ lập nên các sàn, văn phòng môi giới, tạo cảnh giao dịch nhộn nhịp, sốt ảo. Một thời gian ngắn, nhanh chóng rút đi sau khi đã bán được sản phẩm cho những khách hàng thiếu am hiểu, ôm đất với giá cao ngất ngưởng. Trong một thời gian chấp nhận chỉ là văn phòng, sau đó là rút. Thì chúng tôi vừa rồi kiểm tra cũng yêu cầu anh đi đã kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì anh phải có giấy phép kinh doanh.
anh báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước. Nay nó rớt xuống một mức rất là thấp, tuy nhiên cái tâm lý khách hàng, cái dư chấn tâm lý nó vẫn còn ảnh hưởng rất là nặng, cho nên là cái giao dịch hiện nay là vẫn chưa có phục hồi được. Tình trạng bán nhà trên giấy chưa đủ điều kiện, tính pháp lý chưa rõ ràng cũng diễn ra tràn lan. Đây là thách thức trong vấn đề quản lý thị trường bất động sản non trẻ tại các địa phương.